Trích xuất camera truy tìm kẻ sát hại nam thanh niên tại Bình Tân. Một nam thanh niên ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh bị sát hại bằng dao sau tiếng cự cãi. Công an quận Bình Tân đang trích xuất camera khám nghiệm hiện trường truy tìm đối tượng gây án. Đến 17h15 ngày 21 tháng 2, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc một nam thanh niên bị sát hại tại địa bàn. Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân nghe tiếng cãi vã từ căn nhà trên đường số 10 thuộc phường Bình Hưng Hòa. Sau đó, nam thanh niên khoảng hơn 30 tuổi chạy từ trong nhà ra ngoài với vết thương chảy nhiều máu. Nạn nhân sau đó đã gục xuống đường tử vong, còn thanh niên gây án đã rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân cùng các đơn vị liên quan đã phong tỏa hiện trường lấy lời khai nhân chứng, cũng như trích xuất camera để truy xét đối tượng gây án. Tại hiện trường, công an thu giữ một con dao được cho là hung khí của đối tượng dùng để gây án. Cả xóm như không có Tết sau vụ 5 người bị sát hại ở Sài Gòn. Mọi năm cứ sáng mùng 1 là vợ chồng thân chinh qua chúc Tết, cười nói vui vẻ lắm. Năm nay cả xóm như không có Tết, cây mai nhà nó nở rộ nhưng người không còn, bà Bảy trầm ngâm. Gần một tuần nay, nhiều người ở các địa phương khác cứ đều đặn đến thắp nhang viếng gia đình 5 người bị sát hại ở quận Bình Tân. Chiều mùng 5 Tết, Sài Gòn tấp nập người trở lại, nhiều người từ quê lên mang theo hương vị của ngày Tết. Thế nhưng, con hẻm 131 đường số 7, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, gần tuần nay vẫn chìm trong không khí ảm đạm u uất, tiếng kênh cầu vang vọng. Mai nở rộ nhưng không người ngắm. Gần 18 giờ trời nhá nhem, nhiều người vẫn tập trung khá đông ở trước cửa căn nhà 131/48, nơi có chiếc bàn đặt hoa, trái cây, chén cơm đầy úp ngược, kèm 5 bức di ảnh của người xấu số. Cạnh đó, một ông lão tầm 70 tuổi ngồi gõ mõ, miệng không ngừng đọc kinh cầu cho linh hồn người đã khuất. Đứng cách đó không xa, một phụ nữ chạc 40 tuổi vừa chắp tay vừa khấn. Bà nói, tôi ở quận Bình Tân qua, đang chờ để thắp nén nhang. Từ khi vụ thảm sát xảy ra đến nay, hàng ngày từ sáng đến tối đều có người lui tới mang theo hoa, trái cây để cúng cho các thành viên trong gia đình anh Mai Xuân Trinh, họ ở cùng khu phố, khác quận, thậm chí ở tỉnh ngoài. Trên chiếc bàn thờ tạm có đặt tờ giấy ghi dòng chữ không nhận tiền, thế nhưng khi không có hàng xóm ở đó, những người đến viếng cũng để lại tiền phung điếu để mua nhang đèn cho gia đình mệnh bạc. Đến nay, tro cốt của 5 nạn nhân xấu số đã được người thân đưa về quê, những di ảnh của người xấu số cũng được in để đưa lên bàn thờ cúng sáng mùng 5 Tết. Ban đầu chỉ tìm được di ảnh của vợ chồng anh Trinh, đến chiều nay mới lục tìm được ảnh của ba đứa nhỏ, chị Trúc, bà con của gia đình nạn nhân nói. Năm ngày nay, bà Trương Thị Bảy, người mà vợ chồng anh Trinh xem như mẹ, đều đặn nấu 4 chén cơm chay và 1 chén cháo dành cho bé gái út đặt lên bàn cúng. Khi bà có việc bận thì hàng xóm khác lại thay bà làm việc này. Bà kể gia đình anh Trinh sống hiền lành, chẳng mắc lòng ai. Bản thân bà coi ba đứa cháu Xuân Triệu, Huyền Diệu, Huyền Diệp như cháu ruột. Vậy nên khi nghe tin bà xỉu lên xỉu xuống, với bà Tết năm nay cũng không có, bánh trái gia đình mua về vẫn để yên đó. Mấy hôm trước thằng Trinh mua cây mai về khoe với tôi là đẹp, giờ cây mai nở rộ nhưng người không còn mà ngắm, bà Bảy thở dài. Cuộc đời có nhiều điều khó lường. Theo lời một người bà con của gia đình nạn nhân, hơn 10 năm qua vợ chồng anh Trinh đều thuê người làm ở quê Thanh Hóa vào, phần lớn đều là người quen biết giới thiệu nên tin tưởng, Nguyễn Hữu Tình là trường hợp duy nhất ở tỉnh ngoài lọt vào. Hàng xóm xung quanh không ai lạ gì với gương mặt của Tình, nhưng tiếp xúc trò chuyện thì hầu như rất ít. Tình vào nhà anh Trinh làm được một thời gian thì bị gãy chân nên nghỉ về quê, hắn vừa lên làm lại được hơn 2 tháng nay. Thật sự không ngạc nhiên khi biết Tình là hung thủ vì chỉ có nó xin ở lại, nhà anh Trinh có chó, ngay đến hàng xóm qua còn ái ngại, mình đi làm công, chủ trả lương, có gì không đúng thì họ nhắc nhở, có gì đâu mà phải ghim hận thù, anh Cung, người hàng xóm gia đình nạn nhân xấu số nói. Anh Cung chia sẻ anh có con gái nhỏ hơn bé Huyền Diệu, con gái út thứ hai của anh Trinh 1 tuổi. Hàng ngày bé Diệu đều qua nhà anh chơi, chiếc camera vẫn còn hình ảnh của các cháu chơi với nhau ngày 12 tháng 2 trước ngày phát hiện sự việc 1-2 ngày. Con gái tôi đang nằm viện, tôi gọi vào báo tin cháu nó khóc, nó bảo từ nay sẽ không còn ai chơi cùng nữa, anh Cung nói.
Hơn 19 giờ vẫn còn người ghé lại viếng gia đình anh Trinh, tiếng gõ mõ cầu kinh vẫn vang đều trên con hẻm nhỏ. Lực lượng công an bảo vệ dân phố vẫn túc trực bảo vệ quanh ngôi nhà để chờ các đơn vị nghiệp vụ dựng lại hiện trường. Ngày mai bắt đầu đi làm trở lại, câu chuyện buồn này cũng sẽ dần vơi đi thôi. Ngôi nhà vợ chồng nó chắc cũng sẽ sớm mở lại cho người thân coi ngó. Nhưng tôi ngẫm thấy cuộc đời có nhiều điều khó lường quá. Nhận người vào làm tin tưởng để rồi chính họ lại đoạt mạng cả gia đình mình, người mà vợ chồng anh Trinh xem như mẹ nói. Ngày 15 tháng 2, 30 Tết, 5 người cùng gia đình được phát hiện đã chết từ trước đó trong nhà 131/48 đường số 7, phường Bình Hương Hòa, quận Bình Tân. Các nạn nhân tử vong được xác định gồm anh Mai Xuân Trinh, 46 tuổi, Mai Thị Hồng, 37 tuổi, vợ anh Trinh và ba người con Mai Xuân Triệu, 13 tuổi, Mai Huyền Diệu, 11 tuổi và Mai Huyền Diệp, 6 tuổi. Trưa mùng 1 Tết Nguyên Đán Mậu Tuất, cảnh sát đã bắt được nghi phạm Nguyễn Hữu Tình, 18 tuổi, quê ở An Giang, khi đang lẩn trốn tại Long An. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương chiến công phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng cho lực lượng này. Vụ hai cháu bé gái bị tông chết nhưng không bị khởi tố gây sóng gió trong dư luận, buộc cơ quan điều tra tỉnh Bình Dương phải vào cuộc, kết quả là hủy quyết định trước đây và khởi tố vụ án. Ngày 19 tháng 1, chị Lê Thị Kim Trung, 31 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đã nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương liên quan đến việc cơ quan điều tra thị xã Dĩ An không khởi tố vụ xe khách tông chết hai con gái của chị. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Dĩ An hủy quyết định không khởi tố vụ án của Công an thị xã Dĩ An và tiến hành khởi tố vụ án hình sự vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Không có bằng lái còn cầu thả. Chiều ngày 19 tháng 1, ông Võ Văn Rơi, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Dĩ An xác nhận với phóng viên báo Người Lao động đã khởi tố vụ án theo yêu cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương, điểm mấu chốt của vụ việc là trước khi xảy ra tai nạn, tài xế xe khách Nguyễn Thái Dương, 38 tuổi, ngụ ở tỉnh Hậu Giang đã phát hiện hệ thống phanh chính của xe có dấu hiệu không bình thường, có thể gây nguy hiểm cho xã hội, nhưng do cẩu thả nên Dương không dừng lại kiểm tra sửa chữa. Tài xế tiếp tục cho xe lưu thông dẫn đến hệ thống phanh chính mất hiệu lực và tông liên hoàn vào hàng loạt xe máy và ô tô chiều ngày 13 tháng 2 năm 2017. Mặt khác, khi lái xe qua khu vực đông dân cư, tài xế cũng không giảm tốc độ. Dương chỉ có giấy phép lái xe ô tô hạng B2, chỉ được lái xe 9 chỗ ngồi chở xuống, nhưng đã làm giả giấy phép lái xe hạng D, được phép điều khiển xe khách 29 chỗ. Do vậy, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho rằng tài xế xe khách không đủ năng lực và kinh nghiệm để xử lý, khắc phục sự cố dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Hành vi của tài xế Nguyễn Thái Dương có dấu hiệu của tội vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, quy định tại Điều 202 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Vì sao lúc trước không khởi tố? Như vậy, sau gần một năm xảy ra tai nạn chết người và sau khi gia đình nạn nhân khiếu nại nhiều lần, báo chí lên tiếng thì cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương mới tiếp thu yêu cầu khởi tố vụ án. Trước đó, Công an thị xã Dĩ An cho rằng tai nạn xảy ra do mất phanh dẫn đến việc tài xế không giảm được tốc độ xe là nguyên nhân khách quan. Việc tài xế chưa có bằng lái xe 29 chỗ mà vẫn điều khiển xe không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Kết luận trên và sau đó là ý kiến đồng tình của Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Dĩ An đã vấp phải phản hồi của không chỉ gia đình nạn nhân mà còn gây bức xúc trong dư luận. Ngày 19 tháng 1, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định rút vụ án lên cấp tỉnh trực tiếp điều tra về việc một số người dân nghi ngờ công an cấp dưới không khởi tố là do muốn bao che, vì lãnh đạo này nói việc bao che chắc là không có đâu, tôi nghĩ là do nhận thức pháp luật, nhìn nhận đánh giá vụ án chưa rõ, lãnh đạo Công an tỉnh hứa sẽ trả lời chính xác đầy đủ cho báo chí sau khi làm xong những điều cơ bản về vụ án. Theo luật sư Nguyễn Văn Tiến, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, trong vụ án này, cơ quan điều tra của thị xã Dĩ An
đã có sai sót trong nhận thức. Đối với những vụ án tai nạn giao thông, cơ quan điều tra chỉ khởi tố khi tìm thấy lỗi. Ở vụ này, công an thị xã Dĩ An đã không tìm ra tài xế xe khách phạm lỗi hỗn hợp. Việc tài xế không có bằng lái là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Do không bằng lái nên không biết các thông số an toàn, không có kinh nghiệm kiểm tra, đánh giá xe trước và trong khi lái, không đủ trình độ xử lý tình huống dẫn đến hậu quả đau lòng. Qua vụ án này, luật sư Tiến khuyến cáo những người không có bằng lái xe đúng chuẩn thì nhất quyết không được liều lĩnh lái xe. Tài xế chưa một lời xin lỗi. Chị Lê Thị Kim Trung cho biết vụ việc đã xảy ra gần một năm nhưng tài xế vẫn chưa gặp gia đình chị để nói một lời xin lỗi. Về phía chủ xe cũng chỉ mới gửi cho gia đình 5 triệu đồng tiền hỗ trợ. Như đã thông tin, chiều ngày 13 tháng 2 năm 2017, chị Trung chở hai con là Nguyễn Thị Ngọc Lan, 10 tuổi và Nguyễn Thị Thanh Nga, 2 tuổi, đi trên đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua phường Tân Bình, thị xã Dĩ An. Khi xe đang dừng đèn đỏ tại ngã tư, xe khách do tài xế Nguyễn Dương điều khiển từ phía sau tông vào hai ô tô rồi tiếp tục tông vào xe của chị Trung cùng 3 xe máy khác. Chiếc xe 29 chỗ này chỉ dừng lại khi tông vào một trụ đèn và bị kẹt vào rãnh cống thoát nước bên đường. Hậu quả của vụ tai nạn làm hai con của chị Trung chết tại chỗ, chị Trung bị thương tật 53%, một phụ nữ khác bị thương tật 50%, một số khác bị thương và các xe bị hỏng với tổng giá trị hơn 82 triệu đồng.